Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, một nguồn tin xác nhận tại buổi làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Liên quan vụ việc trên, tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo. Theo thông tin ban đầu, nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà Hương vướng đến pháp luật. Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào, sau đó nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương, số tiền bà Hương bị lấy đi hơn 170 tỷ đồng. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị bốc hơi số tiền lớn trong tài khoản. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố. Ngày 1 tháng 4, chị TNTN 44 tuổi công tác tại thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi, ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ, vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị PTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, ông T đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay, ông sẽ sát hại tôi. Không những thế, ông T đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội, chị N nói. Mặt ông Tê hăm dọa, chị N vẫn chủ động chấm dứt qua lại, nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông Tê lại hăm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị N. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023, ông Tê còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe. Toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sau chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông Tê cố tình giăng bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông Tê, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT, vợ ông ntt cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị tntn có quan hệ bất chính ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị Tê nói. Ông Bùi Phú Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân. Nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà TNTN đến để chứng chỉnh yêu cầu bà TNTN không được tiếp xúc với chồng của bà PTT. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại trung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, giám đốc ngân hàng MSP, chi nhánh Thanh Xuân do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 khách hàng với số tiền 338 tỷ đồng. Khi vụ việc xảy ra, không ít người bày tỏ lo lắng và đặt ra câu hỏi quyền lợi của người gửi tiền vào MSB được đảm bảo ra sao sau vụ việc này. Trước vụ việc này, luật sư Nguyễn Thành Công, công ty Đông Phương Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần phải xác định quy trình của MSB về việc gửi tiền của khách hàng, gồm nhận tiền của khách hàng, đưa số tiền này vào tài khoản và chuyển thành khoản tiền gửi. Quy trình này gồm những loại công việc cụ thể nào, nhóm cán bộ ngân hàng thực hiện các thủ tục đã đầy đủ hay chưa, nhưng quan trọng nhất là có phổ biến quy trình này đến cho khách hàng hay không. Luật sư công nói, theo tôi các ngân hàng đều có chính sách cho khách hàng VIP để hỗ trợ tốt nhất cho nhóm khách hàng đặc biệt này nhằm giữ chân họ trong quan hệ với ngân hàng. Như vậy, cần phải xác định các khách hàng này đã nhận được thông tin để thực hiện giao dịch với đầy đủ các thao tác dù đó là giao dịch của khách hàng VIP chỉ khi xác định được chính xác vấn đề này thì mới có thể xác định lỗi do ai. Nếu khách hàng buộc phải thực hiện các quy trình trong hoạt động gửi tiền mà không làm đủ hoặc giản tiện để tạo cơ hội cho nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền thì theo luật sư công, phần lỗi này khách hàng phải chịu một phần, dù lỗi chính là nhân viên ngân hàng, tức đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt bị hại là khách hàng, nhân viên ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại cho khách hàng. Trường hợp khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo thông tin mà khách hàng nhận thức đúng quy trình của ngân hàng thì lúc này tiền đã được ngân hàng quản lý, đồng nghĩa khi mất số tiền này là từ hành vi tham ô và ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền này cho khách hàng. Ngoài ra, theo luật sư công, với nguyên tắc chịu trách nhiệm của ban tổ chức khi nhân viên thực hiện hành vi sai phạm theo bộ luật dân sự hiện hành thì sai phạm mà nhân viên gây ra thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm cũng có thể được áp dụng vào trường hợp này. Bởi giao dịch ngân hàng, khách hàng là loại giao dịch đặc biệt, chỉ có một tổ chức duy nhất là ngân hàng mới được thực hiện giao dịch nhận tiền gửi rồi trả lãi định kỳ với quy định chặt chẽ về thủ tục lẫn sự bảo hiểm tiền gửi cũng như quy định pháp luật khác về trách nhiệm. Luật sư công nói, doanh nghiệp ngoài ngân hàng vẫn có thể nhận tiền của cá nhân, tổ chức rồi cũng trả lãi định kỳ, nhưng đó không phải là tiền gửi mà là tiền cho vay hoặc tiền góp vốn hợp tác. Nếu xác định là tiền gửi thì chỉ có một tổ chức tín dụng duy nhất là ngân hàng mới có thẩm quyền đó. Như vậy, ngân hàng có các quy định chung của nhà nước ấn định được nhận tiền gửi và trả lãi định kỳ với hạn mức trần luật định mà không được vượt trần, còn doanh nghiệp thì không có bất cứ hạn mức trần nào. Vì vậy, quy định của pháp luật cũng rất chặt chẽ dành cho ngân hàng khi nhận tiền gửi. Song song đó, quy trình nhận tiền gửi được luật hóa theo Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện đúng. Mọi hoạt động trái với quy định công bố là không đảm bảo và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trên cơ sở này, cần phải xác định trách nhiệm của MSB khi các văn bản chứng từ đã phát hành khi nhận số tiền gửi này của khách hàng đúng theo quy định. Cuối cùng, luật sư công khẳng định việc tiền bị chiếm đoạt là trách nhiệm của MSB bởi với trường đó giấy tờ đủ cơ sở xác định tiền gửi của khách hàng đã được nhập vào kho ngân hàng nên đã phát sinh quyền được đảm bảo tài sản của ngân hàng việc mất mát là trách nhiệm của ngân hàng chứ không thể đổ lỗi cho khách hàng để buộc họ phải đòi cá nhân đã chiếm đoạt là nhân viên ngân hàng